Hello, xin chào tất cả các bạn. Nếu mà hiện tại bạn nào vẫn còn đang rất là đau đầu suy nghĩ xem là đối với ruột heo thì mình nên chế biến món ăn nào cho thật là ngon để dành cho những người thân yêu trong gia đình của mình thưởng thức thì các bạn đừng bỏ qua món ăn của mình ngày hôm nay nha. Thì hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn món ruột heo rim nước mắm thật là ngon và đẹp mắt. Để làm được món ăn này thì ở đây mình có chuẩn bị là 600g ruột heo. Về cách sơ chế khử mùi hôi làm sạch ruột heo mình cũng đã có chia sẻ ở những video cũ. Mình sẽ để lại đường link ở phần chú thích mô tả hoặc là ghim lại ở phần bình luận. Các bạn vào đó các bạn xem lại cách sơ chế và làm sạch ruột heo giúp mình nha. Rồi đây là tỏi băm cũng như là ớt sừng mình băm nhuyễn và một số gia vị nêm nếm cần thiết khác. Bây giờ mình làm đến đâu mình chia sẻ đến đó để các bạn có thể là dễ dàng nắm rõ hơn về công thức cách làm. Bây giờ mình bắt tay vào thực hiện luôn nha các bạn. Rồi đối với ruột heo các bạn, bây giờ thì mình sẽ cắt ra miếng nhỏ như thế này. Bây giờ các bạn bật bếp lên, chuẩn bị nồi nước sôi, các bạn cho đây một muỗng cà phê muối hơi vuông như thế này. Bây giờ mình sẽ đi luộc chín ruột heo khoảng 80%. Bây giờ thì các bạn sẽ luộc trong khoảng thời gian là 15 phút. Từ đầu đến giờ các bạn mình vẫn luôn để mức lửa lớn. Sau khi các bạn quan sát các bạn thấy là nước bắt đầu sôi bùng trở lại, các bạn sẽ giảm về mức lửa trung bình, mức lửa vừa nha các bạn. Và các bạn tiếp tục các bạn luộc thêm khoảng 5 phút nữa thì các bạn sẽ vớt ra. Mình sẽ không luộc quá lâu để tránh cho ruột heo nó bị dai. Rồi đã hết thời gian rồi, bây giờ thì các bạn sẽ vớt ra. Tiếp theo các bạn chuẩn bị nước sốt. Với 600g ruột heo thì bây giờ các bạn cho vào đây 2 muỗng canh đường. Tiếp tục các bạn cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm. Ở đây mình dùng nước mắm 28 độ đạm nha. Tiếp tục các bạn cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh tương ớt. Độ cay thì các bạn tùy thích nha, có thể gia giảm lại ha. Tiếp theo các bạn cho vào đây 3 muỗng canh nước lọc. Các bạn cho vào đây 1 ít dầu ăn. Dầu bắt đầu nóng các bạn cho 4 muỗng canh tỏi băm vào. Rồi tỏi rất thơm và vàng như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ chút ra. Rồi vẫn là cái chảo này. Bây giờ bật bếp trở lại và các bạn cho nước sốt vào. Lúc này các bạn có thể là cho vào đây 1 muỗng canh vung ớt sừng băm nhuyễn, do là mình không có ăn cay. Các bạn ăn cay được thì các bạn sẽ cho ớt hiểm hoặc là các bạn tăng cái lượng tương ớt lên. Giờ mình sẽ rim cho đến khi cái nước sốt của mình hơi sánh nhẹ lại thì mình sẽ cho ruột heo vào. Rồi bây giờ mình kiểm tra, mình thấy là nước sốt mà các bạn hơi sánh nhẹ thế này thì các bạn sẽ cho ruột heo vào. Các bạn để mức lửa nhỏ vừa rồi các bạn sẽ rim. Nhận thấy ruột heo bắt đầu gần chín rồi, các bạn sẽ cho vào đây 2 muỗng canh rượu ma quế lộ. Công thức làm rượu ma quế lộ mình cũng đã có chia sẻ rồi nha các bạn. Các bạn đăng ký kênh và tìm xem lại video nha. Rồi các bạn, món ăn của mình đã lên màu rất là đẹp luôn, thấm gia vị nè. Bây giờ thì các bạn sẽ tăng lên mức lửa lớn, cho hết tỏi phi vàng vào. Bây giờ các bạn sẽ đảo nhanh và mình sẽ tắt bếp nha. Được rồi đó các bạn, mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức nè. Quá là ngon luôn, dậy mùi thơm nha các bạn. Về rượu ma quế lộ thì các bạn có thể là cho cái lượng nhiều hơn của mình nha. Có thể là 3 muỗng canh vẫn được nha các bạn.
Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong món ruột heo rêu nước mắm thật là ngon và đẹp mắt như thế này, và cũng rất là phù hợp với mỗi bữa cơm gia đình. Hoặc là các bạn có thể là làm món này cho ông xã của mình nhâm nhi với bạn bè nha. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và sẽ có thêm một món ăn thật là ngon. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một món ăn thật là ngon chế biến từ nguyên liệu đó là ruột heo. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu xem hết món ăn của mình ngày hôm nay. Mình hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!